Xin chào các bạn nha. Tôi giới thiệu cho các bạn cái tấm tranh này á, là của khách đem lại thay máy đồng hồ. Là cái tấm này á, là đóng từ năm 2014. Thì bảo hành đồng hồ là 6 tháng, nhưng nay chạy được 5 năm rồi mới hư ha. Cái này là số ít hư thôi, chứ đa số là những cái đời đầu á, tới giờ tôi thấy vẫn còn chạy bình thường ha. Thì đó là máy đồng hồ của Đài Loan. Rồi trên cái tấm tranh này á, là hồi xưa Tú có chế cái vụ mà kết hộp cườm này nè. Đó, cái chữ Cát Tường là heo, nhưng mà Tú chế ra kết hộp cườm và chỉ cho khách làm á, rất là đẹp ha. Thì hôm nào Tú sẽ làm cái video để hướng dẫn cho các bạn làm. Còn vấn đề khi mà cái tấm tranh mà Tú đóng xong 5 năm á, là mình có thể nhìn tấm tranh vẫn trắng bình thường ha, không hề có đốm đốm, bị ố vàng hay là bị đen gì hết. Và cái kim tuyến á, các bạn có thể thấy nó rất là long lanh ha, ngoài nền á là kim tuyến trắng loại trong suốt luôn á, nó rất là long lanh. Rồi mình có thể nhìn con ong nó chiếu màu vàng á. Đó, là cái nghề Tú làm xưa giờ là vậy, toàn là tô màu không. Có điều hồi đó thì mình chưa có kiếm được cái màu hồng á, thành ra xài màu hồng lợt, thành ra nó không có đậm như bây giờ. Bây giờ thì Tú làm đẹp hơn rồi. Rồi Tú sẽ cho các bạn xem. Với lại hồi xưa là mình làm cái hộp này bằng cây giăng ép nè, nó không như bây giờ, hồi xưa không biết. Cái sau này là Tú làm cái hộp nè, cái hộp bằng cây khung luôn. Cái màu hồng hồng là cái cây khung mà Tú lấy làm cái hộp luôn. Thành ra nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ mà bị nở cây, không bao giờ bị hư luôn. Rồi nhớ là khi mình theo cái đường viền chi chiết nha, nó cặp mắt của con ong ha. Đó, đường viền với chi chiết thì nó sẽ mỏng mảnh, nó đẹp vậy đó. Rồi cái nè, Tú sẽ cho các bạn cây xem phía sau nè. Thấy không? Ngày 3 tháng 11 năm 2014 nè, bảo hành 6 tháng nè không? Đó, tới giờ vẫn còn đó. Không hề bị gì nha. Rồi đây là Tú ráp xong rồi ha. Đó. Thì cái khung này mình đóng lâu năm thì những cái này là của công ty sản xuất khung, nó làm nó sẽ bị ngã, cái màu vàng nó hơi ố ố thôi. Còn cái phần này là hồi trước là bằng giấy, thì giấy lâu ngày nó bị phai màu, sau này không ai làm bằng giấy nữa nha. Thì bây giờ Tú thay cho khách là bằng cây khung luôn. Cái viền phía trong này nè, cái bo này nè, cái bo trắng trắng này nè, có cái chỉ đỏ là bằng cây khung luôn nha. Bây giờ không có ai làm bằng giấy nữa đâu, thì nó sẽ vĩnh viễn không hư luôn. Và tất cả những cái đồng hồ mình đều phải có giấy lót ở phía trong, ở bên bìa đó ha, giấy lót vàng vàng kem kem á, màu gì cũng được, mà mình lót cái đó để mình che cái phần kim bấm lại. Chứ Tú thấy có nhiều, Tú thấy sửa nhiều cái khung chỗ khác đóng, người ta đem lại đây sửa nè, thì mà Tú thấy cái kim bấm ở trong lót, lót kim bấm tùm lum, nhìn nghiêng là thấy hết kim bấm luôn, mà người ta không có che cái lớp giấy lại á. Rồi tranh vẫn bình thường. Rồi Tú tạm dừng nha. Cảm ơn các bạn đã xem ha. Thì cái kênh của Tú là dạy nghề đóng khung tỉ mỉ luôn, từ mm luôn, hướng dẫn theo ruy băng, hướng dẫn theo những cái kỹ thuật trong cái chữ thập, mà rồi hướng dẫn nhìn ký hiệu. Thì có những cái rất là khó thì Tú đã hướng dẫn hết rồi, các bạn vào kênh của Tú xem nha. Rồi các khách mình mà đóng khung của Tú thì cứ yên tâm ha, là cái tranh mình đóng là như tấm này 5 năm là không hề bị gì hết, không hề bị móc giải, không hề bị cũ hay là gì hết ha. Đồng hồ thì đó, thì mấy năm nó mới hư, chứ không phải là hư liền nha. Hư liền là trong vòng 6 tháng là đã bảo hành rồi ha. Rồi Tú cảm ơn các bạn đã xem nha. Bye bye.